AB125-2025 về tại cửa hàng giảm giá cực sốc luôn cả nhà ơi. Liên hệ liền ngay cho Luyến, còn nhận thêm 2 triệu đồng qua xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước qua số điện thoại hoặc là Zalo 0346-552-628. Luyến có dùng Zalo chính chủ, có ghi vào dưới màn hình cho cả nhà luôn ha. Thì hôm nay Luyến sẽ review cho cả nhà về các mẫu của dòng AB ha. Vừa mới về tại cửa hàng thì quay liền luôn, review luôn cho cả nhà tham khảo ha. Giá mới nhất trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 này của dòng xe AB125 cũng như là dòng 160 nhé. Đầu tiên thì có về được cho cả nhà là ba màu, là em xe màu bạc bạc đỏ phiên bản cao cấp này, màu bạc xanh phiên bản cao cấp và phiên bản thể thao sport ha, màu xám xi măng rất là đẹp luôn. Hiện tại thì có ba phiên bản này là Luyến đang có sẵn hàng và đại diện ba màu qua cho cả nhà thôi. Còn về các màu zin thì có các màu như là phiên bản màu đen bóng này, màu đỏ bóng, màu xanh bóng, đó là phiên bản tiêu chuẩn này. Phiên bản đặc biệt có màu xanh xanh nhám, thêm màu vàng nữa, rất là nhiều màu đẹp cho cả nhà mình cùng lựa chọn ha. Đối với phiên bản 125 tiêu chuẩn hiện tại bên em Luyến đang bán với mức giá chỉ có 42.900 nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 3 triệu là sở hữu xe, có liên hệ qua Zalo giảm ngay 2 triệu ha, 42.900 thôi. Trả trước 2 triệu, 3 triệu là sở hữu xe rồi nhé. Tiếp tới là phiên bản cao cấp thì nó có màu bạc đỏ và bạc xanh này. Đó cả nhà thấy không? Cái tem của nó rất là đẹp luôn, màu bạc nha cả nhà. Đó, phù hợp cho mọi độ tuổi cũng như là mọi đối tượng nha. Tại vì so với phiên bản cũ thì rất nhiều anh chị em phản ánh là chỉ hợp cho những bạn giới trẻ thôi, không hợp cho những cô chú trung niên. Thì năm 2024-25 thì hãng đã chiều lòng khách hàng luôn, ra mắt về các phiên bản màu sắc rất là đẹp nha. Ai thấy thích phong thủy màu xanh hay màu đỏ thì cứ liên hệ cho Luyến nha. Thì hai em là phiên bản cao cấp, hiện tại với mức giá đang hỗ trợ khách hàng chỉ duy nhất là 43.900 và trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 3-4 triệu đồng là sở hữu xe rồi nhé. Tiếp tới là phiên bản đặc biệt đi, đặc biệt thì đang có mức giá là chỉ có 44.900 và trả trước cho Luyến cũng chỉ cần duy nhất là 3-4 triệu là sở hữu xe rồi nha. Cuối cùng là phiên bản thể thao sport của dòng 125-160 thì báo giá hai phiên bản luôn. 125 thì hiện tại đang có mức giá chỉ có 45.900 và 160 thì đang có mức giá chỉ có 61.900 nha. Trả trước chỉ cần 4 triệu đối với 125 và trả trước chỉ cần duy nhất 8 triệu đối với 160. Ngoài ra thì đối với màu này màu zin nha cả nhà, về xe thì rất là ít, đúng là hiếm hàng luôn, nên chị em mình ví dụ như ai mà quan tâm cũng như là ưng thì cứ liên hệ ngay cho Luyến nha. Liên hệ trước qua Zalo còn được giảm thêm 2 triệu. Phía bên này có cả bản đen nhám mông vàng đồng này, bản đen vàng chứ. Hai phiên bản này thì được thấy rất là hiếm hàng luôn, tại vì nhiều anh chị em nó thắc mắc là khi mẫu mới ra thì đa số là các phiên bản cũ sẽ bỏ mẫu và hiện tại cửa hàng khác đang cháy hàng không có xe nha. Bên dưới thì về được có hai em thôi, nên là hai anh chị khách nào mà nhanh tay thì liên hệ liền để sở hữu ngay siêu phẩm này nhé. Với mức giá hiện tại hỗ trợ vô cùng ưu đãi luôn, chỉ duy nhất là 45.900, trả trước duy nhất 4 triệu đồng là trên xe, thủ tục chỉ cần duy nhất căn cước công dân. Liên hệ liền ngay cho Luyến còn nhận thêm 2 triệu đồng xe lại nữa nhé.